Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vượng Vin dự tính vét tiền, tháo chạy, dân tình dậy sóng. Từ ngày 12 tháng 7, mạng xã hội đã rộ tin đồn ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh. Sau đó, ông Tô Ân Sô, chính văn phòng của Bộ Công an đã phải đính chính rằng đây là tin thất thiệt. Không những thế, Bộ Công an còn sốt sắng bắt người nào cho là đã tung tin đồn thất thiệt để cứu lấy giá cổ phiếu của tập đoàn Vingroup. Từ ngày xuất hiện tin đồn cho đến nay đã gần 3 tháng, người ta vẫn không thấy ông Phạm Nhật Vượng đặt chân được ra đến nước ngoài. Được biết, tập đoàn Vingroup của Phạm Nhật Vượng hiện nay đang nợ đến 16 tỷ đô la, gấp 3 lần vốn chủ sở hữu. Vì thế, việc ông Phạm Nhật Vượng đang đối diện với núi nợ là điều ai cũng có thể nhìn thấy được. Đây là hình ảnh ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng của Việt Nam. Mới đây, ông Phạm Nhật Vượng cho thành lập công ty cổ phần quản lý và đầu tư bất động sản VMI tràn ngập trên các mặt báo trong nước đăng tải. Các phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã dậy sóng vì nhiều người cho rằng đây là chiêu lùa gà của ông Phạm Nhật Vượng để hốt tiền trả nợ. Công ty VMI có kế hoạch huy động tiền của các nhà đầu tư với chiêu bài góp vốn. Cụ thể, VMI chính là cổ đông của ông Vượng. Ông Vượng góp vốn bằng cổ phiếu VIC là công ty cổ phần tập đoàn Vingroup, làm chủ sở hữu, tức là góp vốn bằng giấy chứ không có tiền mặt. Sau đó sử dụng VMI để mua lại bất động sản của công ty cổ phần Vinhome, một công ty con của tập đoàn Vingroup. Các sản phẩm này đều có sẵn, sau đó chia từng món thành 50 phần bằng nhau, bán cho các nhà đầu tư nhỏ. Giá trị tối thiểu cho một phần này là 120 triệu đồng. Các nhà đầu tư góp tiền và vì thế ông Phạm Nhật Vượng sẽ có tiền để trả nợ. Ông Vượng thành lập một công ty mới và góp vốn bằng cổ phiếu của công ty cũ. Dùng công ty mới mua lại sản phẩm hiện có và sản phẩm trên giấy của công ty cũ và chia nhỏ nó ra để bán cho các công ty với cam kết lợi nhuận tối thiểu cao hơn so với ngân sách hàng hóa. Chiêu làm lòng vòng này là cách chiếm dụng vốn của các nhà đầu tư. Đây là hình ảnh chiêu được cho là lùa gà của ông Phạm Nhật Vượng vừa được tung ra và các báo chí nhà nước tung hề nó. Lấy ví dụ như sau, một sản phẩm rẻ nhất mà VMI chào bán là một căn hộ có giá 6 tỷ đồng. Nó được chia thành 50 phần bằng nhau. Ông Vượng sẽ xuất ra 50 tờ giấy chứng nhận đầu tư, mỗi tờ có mệnh giá 120 triệu và bán, thu về 6 tỷ đồng. 50 con người kia góp phần vào mua cổ phiếu kỳ vọng sang năm là 15%, thậm chí là hơn, năm sau thậm chí là kỳ vọng đến 75%, tức là căn hộ đó sang năm sẽ bán được 10,5 tỷ đồng. Một nhà đầu tư mua một suất 120 triệu đồng, sau 5 năm hy vọng thu về 210 triệu đồng. VMI cam kết mua lại với giá 156 triệu đồng, không lỗ. Đây là hai vấn đề đáng chú ý của VMI. Giá mua của VMI là giá do anh Vượng quyết định, tay phải bán cho tay trái và người mua là các nhà đầu tư mua đi bán lại. Rất nhiều bạn đọc cũng cho Thời báo chấm đê biết rằng ông không biết khi góp vốn vào công ty VMI của ông Phạm Nhật Vượng, không biết rồi họ giữ lại được tài sản là gì đây. Phía ban biên tập thì trả lời là các bạn sẽ giữ tờ giấy chứng nhận. Thế là họ nói rằng không nắm tài sản mà nắm tờ giấy thì biết đâu đấy là giấy lộn thì sao? Trái phiếu thành giấy lộn không hiếm và cổ phiếu thành tờ giấy lộn đầy ra đấy. Nói thế để nhiều người hiểu rằng góp tiền mà giữ một tờ giấy chứng nhận là rủi ro rất lớn. Đây là hình ảnh báo chí nhà nước đang lùa gà giúp cho ông Vượng. Qua đây mới thấy rằng rất có khả năng ông Phạm Nhật Vượng đang gặp khó khăn lớn về vốn và ông đã hết đường mượn thêm nên phải làm cách này. Đó là cái rủi. Có người thì lại cho rằng ông Phạm Nhật Vượng đang dùng chiêu hốt cú chót để cao chạy xa bay. Tuy nhiên, nếu hốt được mà muốn cao chạy xa bay cũng khó, bởi rất có thể ông Vượng đã bị quản thúc bằng lệnh ngầm mà nhiều người không hề hay biết. Tập đoàn FEC của ông Trịnh Văn Quyết cũng đã đổ. Câu hỏi là đến khi nào thì đến lượt Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng đây. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin phòng tuyến hai lớp của ông chính, ông tổng làm sao xuyền. Hiện nay, nhân vật Nguyễn Văn Thắng đang là một ẩn số. Những lần tiến thân của Nguyễn Văn Thắng cho thấy ông Thắng có bàn tay giúp đỡ cơ cấu.
thời ông Phạm Minh Chính làm trưởng ban tổ chức trung ương đã cài người khá nhiều. Cho đến nay, người ta cho rằng đó là thủ tướng lập hậu phương vững chắc tại Quảng Ninh. Tuy nhiên, có người thì đánh giá rằng người khôn không thể đến hết tất các trứng vào một giỏ, và chắc chắn rằng ông thủ tướng chính cũng có những hậu phương khác, chứ chẳng hẳn là một nơi duy nhất. Thực ra, ông chính đã lập nhiều hậu phương, điều đó có nghĩa là nếu muốn điều tra ông thì cũng phải tung quân đi rất nhiều nơi. Điều đó làm khó cho bên điều tra, bởi tung càng nhiều quân thì lực lượng càng mỏng. Hiện nay, ai cũng thấy phe ông Tổng và Tô Lâm đang dí ông thủ tướng ở Quảng Ninh với việc bố trí ông Đinh Văn Nơi về nơi đây làm giám đốc công an. Và ông thủ tướng cũng đã có động thái là dự định rút bí thư tỉnh Quảng Ninh hiện nay về bộ văn phòng chính phủ gần ông thủ tướng hơn. Đây là hình ảnh ông thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam. Tại Quảng Ninh có quá nhiều dự án mờ ám đang chờ ông Nơi khui ra. Đấy là vấn đề của ông chính. Thuộc hạ cũ của ông phải chống đỡ với ông Đinh Văn Nơi, nếu không thì ông cứ lựa ai quen biết lớn là bắt thì nguy cho ông thủ tướng. Hiện tại, ông Tổng đang giằng co với ông thủ tướng ở hai nơi quan trọng, đó là Quảng Ninh và Bộ Quốc phòng. Quảng Ninh thì đã có một ông giám đốc công an gốc miền Nam thiện chiến, lo. Tại Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đang là nơi ông Tổng có sức ảnh hưởng. Ông Phan Văn Giang thì đang né ra để quan sát, không dại gì nhảy vào cuộc thư hùng này. Như vậy, cả hai nơi ấy ông Tổng đều đã và đang cố xuyên thủng. Ngoài ra, ông Tổng còn đang muốn xuyên thủng Bộ Văn phòng Chính phủ với việc bắt được ba người trong bộ này, và ông Trần Văn Sơn có nguy cơ bị dính tiếp. Số phận ông Trần Văn Sơn chưa biết ra sao, tuy nhiên nếu làm chính trị giỏi là phải có phương án thay thế, nếu không có thì phe đối thủ sẽ chám vào là điều khó tránh khỏi. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam. Việc ông Nguyễn Văn Thắng nổi lên cạnh tranh với ông Trần Văn Sơn cho chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm cho một số nhà phân tích cho rằng ông Nguyễn Văn Thắng là thế lực Hà Nội hiện đang được cơ cấu vào chính phủ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy dường như ông Tổng không hề có ý định xây dựng lợi ích nhóm địa phương Hà Nội như thế lực Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Cho nên, nói rằng ông Tổng xây dựng sức mạnh cho nhóm lợi ích chính trị Hà Nội cũng không đủ sức thuyết phục cho lắm. Cũng theo nguồn tin chưa được kiểm chứng mà chúng tôi có được thì ông Nguyễn Văn Thắng được ông Phạm Minh Chính giới thiệu về Quảng Ninh sau khi ông Chính rút đi. Và với vai trò là trưởng ban tổ chức trung ương khi đó, ông Thủ tướng đã khéo léo bố trí cho ông Thắng về Điện Biên để hoàn thành kế hoạch luân chuyển cán bộ trước khi bố trí cho vị trí mới. Thực tế, tỉnh Điện Biên là một căn cứ địa của ông Phạm Minh Chính để luân chuyển về địa phương trước khi bố trí cho họ một vị trí cao hơn trong chính phủ. Nghĩa là khi làm trưởng ban tổ chức trung ương, ông Chính đã có dự tính nhân sự cho chính phủ, đó là cho bản thân mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thắng, người được cho là nhân lực dự phòng của ông Thủ tướng. Như vậy, với thông tin mới này thì rõ ràng ông Nguyễn Văn Thắng là nhân sự dự phòng cho ông Chính khi người của ông chẳng may bị ông Tổng tấn công. Từ giữa tháng 7, ông Chính đã dự định cho ông Trần Văn Sơn nắm chiếc ghế Bộ trưởng Giao thông Vận tải, nhưng sau đó ông Sơn có nguy cơ dính chùm vào vụ chuyến bay giải cứu, và ông Chính cũng đang có kế hoạch B cho chiếc ghế mà ông Nguyễn Văn Thể để lại. Dù sao thì chính phủ cũng là lãnh địa của ông Thủ tướng. Học bài học của Nguyễn Tân Dũng là không để những bộ lớn trong chính phủ rơi vào tay thế lực khác thì ghế Thủ tướng mới an toàn. Ông Phạm Minh Chính đã thiết lập phòng tuyến hai lớp cho chính phủ với nhân sự dự phòng đầy đủ. Liệu ông Tổng có xuyên thủng hay không thì chúng ta hãy cùng chờ xem.